Em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay là phiên ngày mùng 8 tháng 5 năm 2021 của kênh Lan Rừng Tuyết Kha. Số điện thoại để các bác liên hệ mua lan bên em là 0914 996 482. Hôm nay thì cái số lượng người bị dương tính với Covid-19 vẫn đang tiếp tục tăng, thế nên là mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, để tránh bị virus xâm nhập vào người. Đấy, thực hiện tốt 9K của Bộ Y tế. Hôm nay thì nhà em có về một số mặt hàng sau đây: kiếm xích ngọc này, mạc xuân, trúc đen, bạch ngọc, có bao nhiêu loại hài, có một số loại hài này, bầu rượu này, lan luân, tắc kè đá, đùi gà, cáo. Đấy, và một số loại nữa. Thì sau đây em sẽ quay chi tiết giá cả cho mọi người. Đầu tiên là xích ngọc. Xích ngọc cái dề đầu tiên, dề số 1. Dề này có giá là 400.000. Đấy, 400.000, nó rất là to mọi người ạ. Đây này. Và dề này rất là đẹp luôn. Cái này thì về các bác có thể xẻ ra làm đôi để trồng làm hai chậu cũng rất là đẹp luôn. 400.000 cái dề này, xích ngọc, dề số 1. Tiếp theo dề xích ngọc, dề số 2 có giá là 150.000. Đấy. 150.000, số 2. Số 3 là một dề bạch ngọc. Đây ạ. Dề này có giá là 380.000 mọi người nhé. 380 dề bạch ngọc. Tiếp theo dề hình số 4, hình số 4 cũng là bạch ngọc. Có giá là 200.000, nó gồm có hai dề đấy ạ. Đấy. Một dề này. Hai dề. Hai dề này có giá là 200.000. Hình số 5. Hình số 5 đây ạ. 200.000. Gồm có hai dề và một thân. Đây. Một dề này, hai dề này và một thân này nữa. Đây là hình số 5. Đó, có giá là 200.000. Hình số 6. Hình số 6 có giá là 240.000 ạ. 240.000 gồm có hai dề. Đây. Đó. 240.000 hình số 6. Tiếp theo số 7. Số 7 là một dề có giá là 240.000 ạ. Là một dề đây. Có một thân, hai thân, ba thân, ba thân trưởng thành và có hai mầm đang lên này. Số 7 240. Tiếp theo số 8. Số 8, dề này có giá là 600.000 ạ. Đây là dề số 8. Cũng rất là đẹp luôn mọi người ạ. Dề số 9. Bạch ngọc số 9 có giá là 450.000. Cái lá của nó là bị muội mọi người nhé. Đây này, lấy ở rừng về nên là lá nó không được sạch sẽ. Cái này về các bác trồng thì nếu mà có thời gian chăm thì chúng ta lấy cái khăn ẩm về lau. Lau thì là nó sẽ xanh bóng đẹp thôi. Cái này là bị muội thôi ạ. Đấy là các cái hình bạch ngọc trong phiên hôm nay. Tiếp theo đây em giới thiệu luôn địa lan mạc xuân. Mạc xuân thì hôm nay em về được một ít này thôi mọi người ạ. Đấy, có khách đặt 30-40 cân nhưng mà bây giờ cái số lượng nó cũng rất là ít luôn. Cái lô hôm nay thì có cả hàng giống, chủ yếu là hàng giống nhiều hơn ạ. Đấy. Em vẫn bán giá là 80.000 một kg. Tiếp theo là trúc đen. Hoàng thảo trúc đen. Đang nở hoa đấy ạ. 200.000 một kg mọi người nhé. Hoàng thảo trúc đen 200.000 một kg. Tiếp theo là xích ngọc hàng kg.
Xích ngọc hàng kg là 130.000 1 kg ạ. Em có một ít hoàng thảo Quảng Tây. Đây. Vẫn còn hoa đây ạ. Hoàng thảo Quảng Tây về các bác tự ghép nhé. Cái bó này thì em bán giá là 170.000 ạ. 170.000 cái bó này. Hoàng thảo Quảng Tây. Tiếp đến là em có một cái phần gồm có bạch ngọc đuôi công và bóc đô. Thì đây có bằng này bóc đô này. Bằng này bóc đô. Và có một dề bạch ngọc đuôi công. Đấy. Cả hai cái phần này em bán giá là 100.000. 100.000 cho cái suất này nhá. Đuôi công với bóc đô. Tiếp theo da báo. Da báo hôm nay em có 2 cây thôi. 100.000 2 cây này ạ. 2 cây to luôn. Đấy, cây thứ nhất này. Cây thứ hai này. 100.000 2 cây da báo này. Tiếp đến hôm nay em có một dề kiều. Dề kiều này khá là dài. Đây. Và bản lá tròn. Bản lá tròn. Dề này có giá là 100.000. Đây là kiều mỡ gà mọi người nhé. Kiều mỡ gà. Đấy, 100.000 cái dề này ạ. Trong này em có tắc kè đá này. 50.000 một ký. Tắc kè đá để các bác đun nước uống hoặc là ngâm rượu. 50.000 một kg. Đây là cái củ dâu hùm. Dâu hùm em còn một ít này thôi. Bác nào lấy hết chỗ này em lấy 100.000 chỗ này ạ. Đấy, bán thanh lý đi để em nhập hàng mới. 100.000 cái chỗ dâu hùm này nhé. Cái chỗ hạc đỉnh này sẽ là 50.000 ạ. Đây, mầm đây ạ. Mầm đây mọi người. Đấy. Nhìn thì một số thân nó cũng bị khô đi rồi nhưng mà những cái thân tươi nó vẫn ra mầm bình thường ạ. 50.000 cái chỗ hạc đỉnh này. Tiếp theo địa lan luân. Địa lan luân 80.000 1 kg ạ. Lan luân đang mầm rất là nhiều. 80.000 1 ký. Có 4 màu xanh đỏ tím vàng nhưng em không chọn màu được đâu mọi người nhé. Tiếp theo là địa lan bạc diệp, các bằng gọi là củ bầu rượu đấy. Cái lô hôm nay này mọi người ơi, củ to đùng luôn ạ. Ui, rất là xinh. Em bán giá là 80.000 1 kg. Đấy, hôm nay được cái lô này củ to đẹp luôn. Có củ nhỏ nhưng mà số lượng nó ít thôi. 80.000 1 kg. Hài thì em sẽ quay sau. Hôm nay em có bó hương vani này 90.000. Và cái bó tóc tiên này 70.000 ạ. Em có 4 hình cáo như sau. Hình số 1 tất cả đều là 100.000 một hình mọi người nhé. Hình số 1 này cũng có 1 cây này, 2 cây, 3 cây. Quay từng cây cho mọi người luôn. 4 này, 5 này, có vòi hoa đây nhé. 6, 7 cây. Cái này thì hơi lỗi lá một chút này. Cái này do là vận chuyển từ rừng về thì không giữ được. Người ta nhét vào bao tải vì nó có bị gãy dập một chút. Hình số 1, 100.000. Tiếp theo hình số 2 cũng là 100.000. Thì gồm có các cây sau đây. Một cây này. Đấy, một số lá bị lỗi như này mọi người nhé. 2 cây này, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây. Đó, 9 cây cáo của hình số 2 cũng có giá là 100.000. Tiếp theo hình số 3. Hình số 3 đây ạ. Gồm có 1 cây này. Đây có vòi hoa đây mọi người nhé. 1 cây, 2 cây, 3 cây, cây bé này, 4 cây này, 5, cây bé này không tính nữa, 6 cây.
Đó, hình số 3 6 cây cũng có giá là 100. Hình số 4 cũng là 100.000. Thì gồm có 1 cây. 2. Này, cây này cũng bị lỗi lá một chút này. Đó. 3 cây. 4. 5. 6. 7. 7 cây, hình số 4 cũng là 100.000. Tiếp theo sơn thủy tiên họng đen em bán giá là 700.000 1 kg. 700.000 1 kg sơn thủy tiên họng đen, họng đen nâu. Tiếp đến là đùi gà. Đùi gà tròn Cao Bằng ạ, 180.000 1 kg. Bây giờ vừa qua mùa hoa rồi mọi người nhé. Đây này, thành nó thành quả rồi đây này. Hoa này, hoa tàn hết rồi. Ông cho mọi người xem hoa, mặt hoa của đùi gà Cao Bằng thì rất là tuyệt vời. Tiếp đến là các cái loại hài. Hôm nay em có các loại hài như sau. Thứ nhất là hài hương. Hài hương hôm nay có 2 dề ạ. Dề số 1 có giá là 250.000. Đấy. Hương số 1 250. Hương số 2 130.000. Cũng là một dề luôn. Ngoài ra thì còn các cái hình trần liên. Đây là trần liên 100.000 một phần mọi người nhé. 100.000 một phần trần liên này. Và Helen, hôm nay em có một hình Helen thôi, 100.000 cái chỗ này. Đấy. 100.000 cái phần Helen này. Hài đuôi công 80.000 một lạng. Đuôi công hôm nay số lượng em còn ít thôi. Hài đuôi công 80.000 một lạng. Hài vệ nữ 50.000 1 kg. 50.000 1 kg. Hài giáp 15.000 một lạng. 150.000 1 kg. Hài Henry 15.000 một lạng, 150.000 một ký. Hài mốc hồng cũng vậy, 15.000 một lạng, 150.000 một ký. Hài gấm cũng giá như vậy ạ, 15 và 150. Còn đây là hài coxy. Hài coxy cũng giá 15.000 một lạng và 150.000 một ký. Tiếp theo thì hài Vân Nam. Vân Nam thì em sẽ có các cái kích cỡ. Đó là các dề này, hoặc là các cây lẻ. Các cây lẻ thì sẽ có giá từ 40.000 trở lên, 40, 50. Đấy, còn các dề thì sẽ có giá là 70, 80. Tùy dề nhá, mọi người nhá. Đây để em xem. Đây giả dụ ví dụ như cây này này. Cây này sẽ là 40.000 này. Đấy. Còn cây 50.000 thì sẽ to hơn một chút, nhỉnh hơn một chút. Đấy là hài Vân Nam. Đây đang hoa đây mọi người ạ. Đây này. Cái này chắc hôm trước nó cũng mới nở thôi. Trung bình là 50.000 một cây. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn chọn dề 70-80 thì báo em để em chọn cho nhé. Trung bình sẽ là 40-50.000 một cây. Ở trong kia là hài kim. Hài kim thì em bán giá là 40.000 một lạng. Hài kim 40.000 một lạng. Hài dâu xanh 15.000 một lạng. 150 một à 130 một ký. Hài dâu xanh thì do là cái cây nó to này mọi người ơi. Cây to và nặng nên là các bác lấy hài dâu xanh các bác lấy từ 3 lạng trở lên giúp em nhé. Bởi vì một lạng thì rất là khó chọn ạ. Ví dụ như toàn hàng dề thôi mọi người ạ. Đây em lấy ví dụ như một cái dề như thế này thì nó cũng đã vào chắc khoảng tầm 3 đến 4 lạng rồi. Đó. Thì nếu mà một lạng thì hôm nay lại không có cây lẻ. Thế nên là em không nhận đơn một lạng hài dâu xanh đâu mọi người nhé. Giả dụ cái dề này tách ra thì một cái cây lẻ như thế này.
nó cũng đã vào khoảng tầm 2 lạng rồi, 2 lạng đến 3 lạng rồi. Đấy, nó rất là nặng. Đây, bán giá là 15.000 một lạng. Ui, cái lá to khủng khiếp luôn, hơn cả 4 ngón tay của em luôn mọi người ạ. Đây này, 4 ngón vẫn chưa đủ. Cái bản lá này to dã man. Đấy là các cái loại hài rừng. Còn nằm bên này là hài ngoại. Hài ngoại hôm nay em có các loại như sau ạ. Mau đi đỏ này. Mau đi đỏ 350.000 một cây. Đây là cây trưởng thành. Cây trưởng thành. Ngoài ra thì em còn có cái loại mau đi đỏ cây bé hơn. Đấy, gọi là hàng giống ấy. Nhưng mà cây nó cũng khá to chứ không phải là bé xíu xíu rồi mọi người ạ. Cái loại này thì 230.000 một cây, một cốc. Đấy là mau đi đỏ. Đây là Lady in Charm. Lady in Charm 500.000 một cốc. Một cốc này thì sẽ gồm có hai thân. Đấy, Lady in Charm 500.000 một cốc. Đây là Philippine Light. Philippine Light 700.000 một cây ạ. Đấy, cây rất là khỏe luôn. 700.000 một cây Philippine Light. Còn đằng bên này là mau đi xanh. Mau đi xanh. Cái cốc mà cắt hoa đi rồi sẽ là 400.000 một cốc mọi người nhé. 400. Còn đằng bên này sẽ là 450. Đây là thân tơ. Và mỗi cốc này sẽ có hai thân. Đây là mau đi xanh ạ. Tiếp theo đây là Exxon 350.000 một cốc. 350.000 một cốc. Cái này thì sẽ có khoảng tầm trung bình khoảng 5 thân mọi người nhé. Trên dưới 5 thân. Có chậu còn đến 7-8 thân nhé. 350.000 một cốc. Tiếp theo đằng bên này em có Coca Green. Coca Green 500.000 một cốc. Mỗi cốc sẽ là một cây. Rùa đỏ 450.000 một cây. Lan con rùa đấy, hài con rùa đấy. 450.000 một cây. Bên này là hồng An Ba. Đây là hàng va của hài hồng, hoa màu trắng và phân nhánh. 500.000 một cây ạ. Có một cây nó bị do vận chuyển về nó bị lỗi lá một chút này. Cái cây này thì em thanh lý là 420.000. Đấy. Cây thật ra cây thì vẫn khỏe thôi mọi người ạ. Chỉ là nó bị gãy cái phần lá này. Em thanh lý là 420.000 ạ. Hồng An Ba. Hồng Va. Tiếp theo Thiên Lý. Thiên Lý số 3. Thì em có các phần đều là 450.000 một phần mọi người nhé. Về các bác trồng được một chậu đến 2 chậu. Nếu mà các bác tách ra có thể là được 3 chậu nữa ạ. 450.000 một phần. Hôm nay em có 5 phần. Tiếp theo hài trò đốm. Hài trò đốm này. Hôm nay có 2 phần này thôi. Do còn 2 phần này nên là em thanh lý là 160.000 một phần này mọi người nhé. Đấy. Các bác chốt lấy báo em là trò đốm 2 thân hoặc là trò đốm 1 thân giúp em. 160.000 một phần này. Đấy là toàn bộ các cái mặt hàng trong phiên ngày hôm nay của nhà em. Đấy, thì video cũng khá là dài rồi. Em xin phép được tạm dừng ở đây. Và một lần nữa chúc cho toàn thể chúng ta có thể mạnh mẽ vượt qua cái cơn bão Covid-19 này mọi người nhé.